cay. Thử ngay, tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Cái tất cả mọi người á, khi mà nghe Lâm đám cưới là bao xe xuống, ai mạnh ai có nhiều tiền là hả mừng đám cưới cho Lê Dương Bảo Lâm, cuối cùng lời 1.9 tỷ. Vân xin lựa chọn một khách hàng, có thể là khách hàng tiềm năng và cũng như là đối tác tiềm năng, là đó là Khả Như ạ. Khả Như. Tiền xe chị ơi. Sau khi diễn ra lễ cưới. Sau khi diễn ra lễ cưới. Cười lớn. Sau khi diễn ra lễ cưới. Ủa lễ cưới gì đây? Sao hỏi chị Khả Như về lễ cưới vậy? Ủa sao toàn những câu hỏi làm như tổn thương không vậy? Sau khi diễn ra lễ cưới, Lê Dương Bảo Lâm đã bỏ vợ. Lê Dương Bảo Lâm đã bỏ vợ. Để chạy đi đâu? À, cái này em biết nè. Quá dễ. Ủa thiệt luôn hả? Chị này em tính là em tính là giấu, nhưng mà thôi đến nay em kể cho mọi người luôn, bỏ vợ chạy đi đếm tiền mừng đám cưới à. Sau đó Lê Dương gặp Bảo Lâm, gặp em á, nói trời ơi chị Như em không ngờ luôn, mọi người đi quá đông, đông kinh khủng, rồi cuối cùng hả ngồi đếm tiền ngồi khóc không à, không biết bao giờ mới trả lại được hết cho mọi người, tại mọi người đi quá nhiều tiền, một cái đám cưới lời 1.9 tỷ. Trời ơi, thiệt hả? Có người không đi, gửi cho Khả Như 5 triệu cho em luôn. Đi không được mà không mời luôn, ngại. Ví dụ mình mời người lớn thấy bị ngại. Mà biết đám cưới ta cho quá trời luôn. Mà anh biết thời gian đó là Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị cưới là lại khóc với em, nói là trời ơi, em phải lấy vợ rồi, em sợ quá. Em phải lấy vợ. Tại vì lúc xa thâm xanh rồi. Kể nha, kể vụ đó nghe, kể vụ nha sao? Cái vụ ông Quỳnh có bầu. Cái vụ ông Quỳnh có bầu. Kể luôn, sợ gì. Kể luôn. Kể nha. Em kể cho nghe. Chị Như ơi, nó có bầu rồi, bây giờ em phải cưới. Em phải cưới mới được. Cái nói, Lâm ơi, rồi à, rồi sao? Bây giờ không có tiền không phải cưới chị ơi. Tại vì á, trời ơi, em tập gym á, em muốn có muối á. Em ăn muối còn phải, em sợ vô sinh. Sợ vô sinh. Nên em phải cưới để nó đẻ. Trời ơi, mừng quá à. Cái về cưới á, cái hỏi, nói với má, con muốn cưới vợ, cái bà má bà nói, tiền đâu mà nuôi. Trời ơi. Vậy đó nghe thương lắm. Cái tất cả mọi người á, khi mà nghe Lâm đám cưới là bao xe xuống, ai mạnh ai có nhiều tiền là hả mừng đám cưới cho Lê Dương Bảo Lâm, cuối cùng lời 1.9 tỷ. Trời ơi, là giàu luôn tới giờ đúng không? Giàu luôn tới giờ. Chứ có làm ăn gì đâu. Trời ơi, 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 trời ơi. Thì cũng có lời, cũng cỡ đó. Cỡ đó. Lời ghê thiệt. Sao đám cưới từ bành sát. Anh thấy cái đám cưới, hai vợ chồng bước xuống cái đám cưới nhìn hai chồng hết hồn luôn. Dạ. Như là long lân. Em cũng là tấm cám ngoại truyện không ạ. Có, tôi có coi tấm hình đó nha. Quá trời. Vàng đeo khủng khiếp luôn á. Ủa Lâm, mà ai đề xuất mặc cái bộ đồ Dương Chiều Má Hén chưa? Hai vợ chồng. Hai vợ chồng tự lựa. Ủa rồi cuối cùng mà đi đâu ạ? À? Hả? Đếm tiền. Đếm tiền đó. Đi đếm tiền. Đếm tiền mừng. Không không, nhưng mà thật sự thì cái đó chỉ là một câu chuyện vui thôi. Thời điểm đó là sau khi mà Lê Dương Bảo Lâm đăng quang rồi á, thì show chậu cũng có, mà Lâm là một người rất là trân trọng công việc của mình, nên khi mà vừa mới cưới xong là chạy show liền. À đi diễn. Dạ đi diễn. Đi diễn. Tên đi không ạ? À? Hình như mang máng là cũng có đọc được ở đâu đấy rồi. Tin. Tin. Đối tác tiềm năng mà. Trời ơi. Sợ quá. Ê, cái câu này nó liên quan đến sự nghiệp của em đó anh Giang. Đúng nha anh, phải đúng nha. Đúng 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 đúng. Chính xác, chính xác. Yeah. Một dấu ít nữa thuộc về Thành Vân. Lúc đó là diễn ở đâu Lâm? Em lúc đó em còn là diễn viên trẻ của sân khấu Edicap. Mà sân khấu Edicap là lúc nào một tháng cũng phải có lịch trước rồi. Mà em diễn với toàn cô chú lớn không à. Cho nên cứ chiều á, vừa đứng với cô dâu một xíu là khách vô đã bỏ em đi. Bữa đám cưới với một mình Quỳnh ở lại thôi. Dù nhiều khi Quỳnh nói trời ơi, buồn ơi là buồn luôn. Bữa đó một mình cô dâu vòng. Dù nhiều khi bây giờ nhìn lại cũng thấy bị sao ta? Chạnh lòng. Bị chạnh lòng ngay cái ngày đám cưới của mình mà thổ tưởng buồn quá vậy. Sao tâm lý bị có một mình Quỳnh đi vòng tiếp khách à. Nhưng mà tỷ 9 là bù lại rồi, trời ơi. Không, tiền cũng không có lời nhiều, nãy nói về vui thôi chứ cũng lỗ à. Thời trang về gia đình đó mình. Đúng rồi, nếu như đám cưới lỗ quá thì anh thấy book live stream rồi nọ để bù lại bữa đó cũng được.
Bây giờ phải ngăn chặn ở vị trí của Chris Frank. Bí quyết sống lâu của cụ ông Titetsu Watanabe, dạ, 112 tuổi ở Nhật Bản là ăn món gì? Anh Chris ơi, hình như mình làm thử thách ăn với nhau cái món này rồi á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, người ta nói là... thờ vợ là sống lâu, mà để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Chắc chắn là không phải là cái món là để vợ lên đầu rồi. Chắc chắn là không phải là cái món là để vợ lên đầu rồi. Cái món là để vợ lên đầu. Không, ở bên Nhật nó có nhiều cái dạng, giống như là có sushi là nằm lên rồi chỉ để đồ ăn lên. À thì có. Đó thì có là... nhiều khi là ăn tô cơm nhưng mà để vợ lên đầu để ăn. Thôi ăn gì hổn thôi được em. Ăn. Ăn gì? Ăn sushi. Sushi. Sashimi là... chứ à. Sashimi. Không, sashimi. Ăn sushi. Còn sashimi là khác nha. Sashimi là cá sống nha. Còn đây là ăn sushi. Là sushi có thêm là cái cơm. Cơm cuộn. Cơm cuộn. Cơm với lại một cái món gì đó ở trên đó gọi là sushi. Không phải là bạn, món này mình đọc rồi nè. Lần này mình biết đó. Đó là ăn cái đậu mà nó lên men á. À đậu của Nhật đúng không? Dạ, đậu đúng lên men của Nhật rất là khó ăn. Đúng, cái đậu đó rất là khó ăn nhưng mỗi sáng người Nhật đều ăn cái đó hết. Natto hay gì đó. Dạ đúng rồi, natto. Thật ra anh cũng có đọc cái thông tin này rồi nhưng mà không phải là những cái món ăn của tụi em, mình anh nhớ không lầm á là ăn kẹo và tắm nước nóng. Kẹo lên đường rồi sao sống lâu được? Sâu răng nữa anh. Sâu răng nữa. Lựa chọn cuối cùng là. Dạ em chốt là sushi. Sushi tin hay không ạ? Em tin. Tin. Trung tính, tin Chris. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi, tại vì mình không biết câu này. Đáp án là bánh pudding. Theo cụ bật mí với CNN trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, bí quyết sống lâu của cụ là ngoài việc không tức giận và giữ nụ cười, sự lạc quan, thì ông còn thích ăn bánh pudding. Ngày 12 tháng 2 năm 2020, ông được kỷ lục thế giới Guinness công nhận người đàn ông sống thọ nhất thế giới, 112 tuổi. Wow. Như vậy là chúng ta không chính xác ở vị trí của Chris Frank và mình bắt buộc phải trả lời một câu để chính vị trí đó thì mới giành được chiến thắng. Câu hỏi dành cho Chris Frank. Trong lúc chào hỏi, ngoài chắp tay, phụ nữ Campuchia còn làm điều gì để thể hiện sự nết na và dịu dàng? Rất dễ, em nghe câu hỏi đi. Là ngoài chắp tay còn làm gì nữa? Thì sẵn chắp tay rồi lại luôn. Đúng rồi, em đã nghĩ thế vậy á. Không, cái đó thể hiện sự kính trọng. Không có, Campuchia là đất nước gì? Đất nước Campuchia là cái hành động đó, là hành động gọi là thờ tôn kính. Đúng rồi. Không, em nghĩ là nhúng á. Khánh nghĩ là nhúng á Chris. Làm gì? Kiểu đứng về nhúng cái như là đó. Hiểu mà. Em thấy cái giống làm chứ hả? Không. Ở Campuchia cũng là cũng vậy mà. Ủa sao anh gì cũng vậy hết vậy? Không, có nghĩa là hai nước đó gần nhau và nó tương đồng về văn hóa, về đúng rồi, đúng rồi. Và cả những cái điệu múa nữa. Cái mặt mình nhúng mình sao phải như thế nào nữa chứ đúng không? Cái mặt lúc đó là liếc mắt hay liếc mắt chút xíu? Kiểu lúng liếng á, lúng liếng á. Lúng liếng á, đừng có làm thấy ghê. Tại vì theo dạ biết á, ở Campuchia những người phụ nữ á, mà đặc biệt là những người phụ nữ có chồng rồi, khi mà gặp người đàn ông đẹp trai mà mình thích thì mình sẽ đầu tiên sẽ chắp tay lại, sau đó mình lại và mình nói em lại anh. Em có chồng rồi, anh đừng có cua em. Nhưng mà em thấy thí dụ mà người ta ngại ngùng thẹn thùng á thì người ta cũng che miệng, che mười những cười. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu lại nè, mà đang chắp tay sao che miệng được? Đâu có, chắp tay. Trời ơi, kì vậy. Chắp tay nhúng nhịp 3-4. 3-4 nữa hả? Đúng. Chứ tại sao đang vậy không che vậy? Đâu có, người ta chào xong người ta có che miệng, người ta cười cái rồi ta đi. Nè, kiểu vậy cũng được nè. Cá nhân của em thôi, cá nhân của em nghĩ là che miệng lại khi mà thẹn thùng. Tay sao che miệng? Dạ, một kiểu. Trời, tới đây không ạ? Vào đây tự nhiên lại không có ai để mình tin được. Trời ơi. Trời ơi. Xin phép là không tin. Không tin Chris. Không có ai để mình tin được. Không có ai để mình tin. Nếu chính xác chúng ta sẽ giành chiến thắng và sẽ bước vào vòng trong để đối đầu với người chiến thắng ở cặp thứ nhất. Lựa chọn không tin Chris là lựa chọn. Khánh nghĩ là nhúng á Chris. Làm gì? Kiểu đứng về nhúng cái như nè đó. Hiểu mà. Em thấy cái giống giống là giống giống là chưa
hả? Không, ở Campuchia cũng là cũng vậy mà. Ủa sao anh gì cũng vậy hết vậy? Không, có nghĩa là hai nước đó gần nhau và nó tương đồng về văn hóa, về đúng rồi, đúng rồi. Và cả những cái điệu múa nữa. Cá nhân của em thôi, cá nhân của em nghĩ là che miệng lại khi mà hàng thùng tay sao che miệng. Dạ, một kiểu. Rồi, tới đây không ạ? Vào đây tự nhiên lại không có ai để mình tin được. Ủa? Trời ơi, trời ơi. Trên web là không tin. Lựa chọn không tin Chris là lựa chọn. Chính xác. Yeah. Duy Khánh, ngoài cái chắp tay người ta sẽ nhúm nhẹ đầu gối tí để thể hiện sự dịu dàng nết na của người phụ nữ Campuchia. Đúng rồi. Oh. Nhúm nhẹ 3-4 sao anh? 1-2-3-4 1-2-3-4 6-7-8 2-2-3-4 Ý là em nhúng 3-4 thôi, là 3-4 là 12 thôi. Xin chúc mừng anh Thành Vân là người bước tiếp. Và chúng ta dừng lại với 4 triệu đồng.